Chuyển nhượng cầu thủ ngày 1 tháng 11, PSG giữ chân bằng lương cao Messi, Inter Miami nhòm ngó cựu đội trưởng Barca, MU cần thêm hai hậu vệ giỏi. Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật những thông tin chuyển nhượng cầu thủ diễn ra trong 24 giờ qua. Messi không rời PSG giữa mùa. Barca loan tin PSG đang tăng tốc đàm phán để giữ chân Messi sau mùa hè 2023. Thỏa thuận hiện tại của Messi và PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa, với Messi đang cho thấy phong độ thăng hoa tại Paris. Anh vừa phá kỷ lục của chính mình từng lập tại Barca khi có 10 đường kiến tạo chỉ sau 12 trận ở Leeds. Messi hiện có 12 bàn cùng 13 pha kiến tạo cho PSG mùa này, kết hợp cùng Neymar lẫn Mbappe đều rất ngọt. The Sport thông tin, không hề có chuyện hạ lương trong đề nghị hợp đồng mới mà PSG thậm chí sẽ tăng lương cho cựu đội trưởng Barca. Tuy nhiên, các đàm phán của PSG được thực hiện với cha của Messi. Còn bản thân cầu thủ này sẽ đưa ra lựa chọn sau khi cùng tuyển Argentina tham dự World Cup cuối cùng tại Qatar. Gần đây, chủ tịch Barca Joan Laporta bóng gió đưa số 10 trở lại Nou Camp vào tháng 1 năm 2023, nhưng Messi được cho cũng làm rõ. Không có chuyện rời Paris giữa mùa. Inter Miami được cho là phù hợp khi Lionel Messi bước sang tuổi 36. Đội bóng thuộc sở hữu của David Beckham, Inter Miami ngày càng tự tin sẽ ký hợp đồng với Lionel Messi sau khi World Cup 2022 kết thúc. Tiền đạo người Argentina đã bước vào năm cuối hợp đồng với đội bóng nhà dòng nước Pháp Paris Saint-Germain. Dù lãnh đạo PSG muốn giữ chân Messi nhưng nguồn tin độc quyền của The Athletic cho hay David Beckham và Inter Miami dự kiến sẽ đạt thỏa thuận với Messi trong những tháng tới. Các cuộc đàm phán cụ thể sẽ tiếp tục triển khai khi Messi trở về từ Qatar. Giải nhà nghề Mỹ MLS được cho là điểm đến phù hợp nhất với siêu sao sắp bước sang tuổi 36. Roger và Joseph Hass, hai anh em đồng sở hữu, Inter Miami cùng Beckham đã có một vài cuộc gặp bí mật với cha đẻ Messi. Hiện Lionel Messi đang sở hữu một số bất động sản ở Mỹ. Thế nên, việc chuyển đến MLS là lựa chọn lý tưởng cho siêu sao Argentina cùng gia đình họ. Inter Miami đang nỗ lực hết sức để sớm đạt thỏa thuận tiền hợp đồng với Lionel Messi vào đầu năm 2023. Huấn luyện viên Erik ten Hag hướng tới Jeremy Frimpong. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết MU đang để mắt tới hậu vệ phải người Hà Lan Jeremy Frimpong của Leverkusen. Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước West Ham, huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định MU cần thêm hai hậu vệ giỏi ở cả cánh phải cũng như cánh trái do phía trước còn nhiều trận đấu mà lực lượng hiện tại mỏng. Theo nguồn trên, Jeremy Frimpong là người được thuyền trưởng Quỷ Đỏ nhắm tới. Tuy nhiên, Romano cũng nói thêm, Jeremy Frimpong đang được rất nhiều câu lạc bộ để mắt đến, không chỉ MU. Nhiều câu lạc bộ đang theo dõi Frimpong. Anh ấy được MU đánh giá cao nhưng Leverkusen sẽ tìm cách giữ cầu thủ này đến hết mùa giải. Vì thế, không dễ dàng. Phía sau hậu trường, Erik ten Hag và MU cố tìm giải pháp cho Wan-Bissaka để ký hợp đồng với Sergio Des dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, giờ vẫn còn hơi sớm để đề cập toàn bộ danh sách ứng viên của MU. Tháng 12 có lẽ là thời điểm thích hợp để họ quyết định việc này. Jeremy Frimpong chuyển đến Leverkusen sau khi bắt đầu sự nghiệp ở Celtic. Sao trẻ 21 tuổi từng ở Học viện Man City. Là hậu vệ, nhưng mùa này Frimpong đã ghi được tới 5 bàn sau 11 trận ở Bundesliga.